Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đây là S10 cộng. Và bây giờ thì mình mới có máy ở trên tay. Và đương nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp. Tuy nhiên thì cái hộp lần này các bạn sẽ thấy nó rất là khác biệt luôn. Thứ nhất, hoàn toàn được làm bằng giấy tái chế. Mọi thứ ở trong này đều là bằng giấy tái chế, chứ không hề có một chút xíu nào là bằng ni lông. Thậm chí cả vào đến bên trong này đấy, cái hộp này còn để bên trên. Bình thường thì các bạn sẽ thấy nó đóng ở bên mặt cái hộp bên dưới, nhưng bây giờ nó là đặt trong cái hộp, cái nắp ở trên nhá. Lạ vãi đạn luôn. Và bên trong này thì các bạn cũng sẽ có ốp lưng, và chúng ta cũng sẽ có sách hướng dẫn sử dụng các thứ. Và các bạn lại thấy thêm một thứ nữa này, không hề có một chút xíu nào bằng nhựa hay bằng ni lông gì cả. Đó. Ốp lưng thì phải bằng nhựa rồi, cái này các thứ thì phải bằng nhựa rồi, như ý mình nói là cái bao bì các kiểu ạ, rất là ok. Cục sạc nhanh này, USB-C OTG này. Đấy, cáp USB-C màu trắng luôn này. Mình thích cáp màu đen hơn. Và chúng ta sẽ có một cái tai nghe AKG cũng là màu trắng luôn. Nhưng mình vẫn phải nói mình thích màu đen hơn, nhưng nó sẽ sạch sẽ và gọn gàng hơn, chứ màu trắng thì nhanh thành màu chó lòng lắm. Và thậm chí cả đến một cái đấy là cái bọc của cái, nó gọi là cái nút tai thay thế này, cũng không hề được làm bằng ni lông luôn. Tức là lần này Samsung đã quyết định làm mọi thứ bằng cái vật liệu tái chế, và đó là bằng giấy. Thế nên là có thể nói là đây là một cái điểm cộng dành cho Samsung về cái mặt bảo vệ môi trường. Mình đánh giá cao cái điều này. Rồi, tiếp theo thì có một điều nữa mình cũng sẽ cần phải lưu ý đến cho các bạn một chút xíu. Đấy là cái cục sạc nhanh của con Galaxy S10 cộng này, nó sẽ chỉ có công suất đấy là 9V 1.67A. Tức là vẫn tương tự như cái thời sạc nhanh kể từ con Samsung Galaxy S6, S7 gì đó. Đến bây giờ quá lâu rồi Samsung không chịu nâng cấp cái thế hệ sạc nhanh của mình lên. Và đây là một điều mình đánh giá không thực sự tích cực lắm cho cái chiếc Samsung Galaxy S10 cộng của chúng ta. Và đây chính là chiếc Samsung Galaxy S10 cộng. Thực ra là mình đã mở hộp trước và đã setup một vài những cái cơ bản và mình đã bắt đầu sử dụng nó rồi. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là cái máy mình mượn bên Cellphone S mà thôi. Thế nên là vẫn chưa phải là máy chính thức của mình, nên là mình sẽ mới chỉ trải nghiệm và chia sẻ đến cho các bạn những cái nhanh thôi. Khi nào có máy của mình thì mình sẽ lắp sim sang và sử dụng sau. Thế nên ngay từ thời điểm này, nếu như các bạn cũng muốn là một trong những người đầu tiên sở hữu Galaxy S10 cộng ạ, thì cũng có thể tham khảo thông qua link phía bên dưới phần mô tả video mà mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Gói quà đặt trước của chúng ta thì vẫn đang có cực kỳ là nhiều giá trị luôn. Thì đây là Galaxy S10 cộng, màn hình Infinity O, camera kép, hai ống kính nhúng ở bên trong màn hình. Viền bên dưới và viền bên trên nó vẫn không thực sự là cân đối nhau cho lắm. Tức là bên dưới này vẫn có cái phần cằm nó hơi dài nhẹ. Nhưng mà cơ bản là mình vẫn đánh giá là cái thiết kế mặt trước này của Galaxy S10 cộng rất đẹp. Nó tràn toàn bộ là cái màn hình luôn. Và cái viền màn hình hai bên các thứ các bạn có thể thấy nó được bẻ cong xuống. Và cầm trên tay nó cực kỳ sướng luôn. Và cái điều đầu tiên mà mình thấy sốc, thực sự rất sốc luôn, đấy là cái trọng lượng của hai cái điện thoại này. Rồi nó khác biệt nhau gần như là một trời vực luôn. Galaxy S10 cộng nhẹ bao nhiêu thì lúc này mình mới cảm thấy là con 10S Max nó nặng bấy nhiêu luôn. Và cái cảm giác cầm trên tay con S10 cộng này nó thực sự rất đã. Nếu như các bạn gái muốn có cho mình một cái điện thoại nó vừa to vừa gọn mà nó lại còn phải nhẹ nữa, thì đây sẽ là một sự lựa chọn không thể nào hợp lý hơn dành cho các bạn về cái mặt cầm nắm và sử dụng. Trước kia nữa là với cái thiết kế rất là bo ở các cạnh, các góc, các thứ, dẫn đến là cái trải nghiệm cầm từ mặt trước cho đến mặt lưng sau nó vẫn ôm vào tay của bạn thực sự rất là sướng. Và mình một lần nữa phải công nhận một điều, đấy là cái form thiết kế như vậy thì Galaxy S10 cộng hướng đến rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nên là mình đánh giá cao cái điều này. Cái màn hình này sẽ có kích thước là 6.4 inch, và đương nhiên độ phân giải của nó sẽ là 2K+, và nó sẽ sử dụng cái công nghệ đấy là Dynamic AMOLED. Và có lẽ là các bạn đã không còn lạ lẫm gì về cái màn hình này nữa rồi. Màu sắc rất đẹp, rất rực rỡ, rất đỉnh mắt. Nói chung là xem video trải nghiệm mọi thứ thì rất sướng. Tuy nhiên thì đây, mình sẽ show cho các bạn khi xem video thì nó sẽ có trải nghiệm như thế nào. Ví dụ như đây là một cái video của mình trên cái tỷ lệ 16:9 hôm vừa rồi mình quay tại sự kiện trên tay Galaxy S10, S10 cộng. Thì các bạn có thể thấy là nó lọt thỏm vào bên trong và nó rất là cân đối ở hai bên. Và đương nhiên là nó không hề ăn một chút nào đến cái phần lỗ ở bên trong màn hình. Nhưng mà khi chúng ta zoom ra thì đây các bạn có thể thấy là bên dưới hơi dày và bên trên nó lại hơi mỏng hơn so với bên dưới, nên nó đã mất cân đối đi một phần. Chưa kể nữa là nó lại bị khuyết mất một cái chi tiết nhỏ bên trong. Thực sự nó ảnh hưởng đến cái trải nghiệm sử dụng cũng như trải nghiệm xem video của bạn đến mức độ như thế nào thì nó lại phụ thuộc vào gu của từng người khác nhau. Nhưng ở cái điểm này, theo như bản thân mình đánh giá và trải nghiệm, thì nếu như xét về cái trải nghiệm xem video, xem phim, xem hình các thứ so sánh với những thế hệ cũ như là S9, S9 cộng hay là so sánh với cả chiếc Note 9, thì mình vẫn đánh giá là trải nghiệm trên những thiết bị cũ kia nó sẽ là đã hơn. Nhưng mà có một cái điểm cộng hơn đấy, cái sản phẩm này nó tràn viền và nhìn nó tối ưu được cái diện tích mặt trước, nên là được cái nọ chúng ta có phải là đánh đổi cái kia, nên điều này cũng là cái mà các bạn sẽ phải đánh đổi đi một chút mà thôi.
Ngoài ra cái màn hình của chúng ta sẽ có cái vân tay nhúng ở bên trong. Và cái vân tay này nó là vân tay siêu âm đầu tiên trên thế giới. Và đây, các bạn có thể thấy là cái tốc độ mở rất nhanh. Đó, trong những cái trường hợp bình thường như vậy tốc độ mở rất nhanh. Và mình sẽ thử cho các bạn thấy. Đó, rất nhanh. Các bạn thấy chưa? Tại vì mình vẫn chưa quen cái vị trí lắm. Đó, các bạn thấy chưa? Nó nhanh, có thể nói là không hề thua. Đó, không hề thua một chút nào so với những cái vân tay bình thường. Tại vì mình chỉ cần chạm vào rất nhanh, bỏ ra là nó đã nhận rồi. Và cái màn hình này của chúng ta đang được dán một cái miếng dán sẵn của Samsung. Và mình vẫn có thể sử dụng được. Tại vì cái miếng dán này là của Samsung tặng kèm thì chắc chắn là nó phải ngon rồi. Nó phải sử dụng được hết tất cả các chức năng rồi. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng một cái miếng dán cường lực. Đây, cái loại miếng dán cường lực này là miếng dán tầm đâu đó khoảng 30k. Mình chấn lột của vợ mình trên con iPhone 10. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn. Thì mình dán lên, lúc này không hề nhận được nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Không hề nhận được cái cảm biến vân tay này nữa. Và đây là cái việc mình vừa dán cái miếng dán mặc định của Samsung, vừa dán cả cái kính cường lực này vào thì không được. Bây giờ mình sẽ chơi lớn luôn. Bóc bỏ miếng dán ra, ok chưa anh em? Đó, vân tay lúc này rất ngon. Và lúc này mình sẽ dán lại cái miếng dán cường lực. Và cũng không nhận được luôn. Đó, điều này đồng nghĩa nếu với những cái món phụ kiện mà nó theo cái kiểu dạng nó hơi đẻo như thế, những cái cường lực mà nó không biết là chất lượng nó đến mức độ như thế nào như thế, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào sử dụng được cái tính năng vân tay siêu âm nhúng ở bên trong màn hình như vậy. Vậy nên các bạn sẽ cần phải lựa chọn cho mình những món phụ kiện xịn hơn, những món phụ kiện đạt tiêu chuẩn của Samsung đưa ra, tích hợp được thì mới có thể sử dụng được cái tính năng vân tay siêu âm này. Và đây là một cái trải nghiệm mình đánh giá cũng chấp nhận chứ không biết nói sao. Chúng ta sẽ mất đi những cái quen thuộc trước đây, ví dụ như là cảm biến mống mắt, mà thay vào đó là các bạn sẽ chỉ có cái mở khóa khuôn mặt bằng cái kiểu đấy là 2D mà thôi. Thực sự như bản thân mình đánh giá thì nó vẫn rất là nhanh, tuy nhiên thì vấn đề bảo mật nó cũng sẽ không được tốt giống như là mống mắt. Thế nên là các bạn cũng sẽ lại phải chấp nhận thêm một cái vấn đề nữa ở cái chi tiết này. Một cái điều mà các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý đấy là chúng ta vẫn sẽ giữ lại được jack cắm tai nghe 3.5mm, vẫn có cổng USB Type-C và cái khả năng kháng nước vẫn sẽ có tiêu chuẩn đấy là IP68. Và mình cũng đã thử nhúng cả cái điện thoại này xuống nước và sử dụng vân tay thì câu trả lời của mình đấy là không sử dụng được. Đó, vậy nên là cái slogan mà Samsung đưa ra đấy là sử dụng trong mọi môi trường cho dù là khắc nghiệt nhất thì dưới nước không sử dụng được, nên là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý đến cái vấn đề này nhá. Rồi, cái camera chính của chúng ta, ba ống kính, ba tiêu cự khác nhau và trải nghiệm như thế nào, chất lượng như thế nào mình sẽ nói kỹ hơn trong những video trải nghiệm sắp tới. Còn cơ bản là với Galaxy S10 cộng cho đến thời điểm hiện tại mình vẫn đang khá là hứng với cái điện thoại này, tại vì nó phá vỡ đi khá nhiều từ quy chuẩn của những sản phẩm Samsung từ trước cho đến nay, khi mà màn hình lỗ này, khi mà viền đã mỏng hơn này, rồi chưa kể nữa là cái trải nghiệm sử dụng nó cũng rất là đã, pin cũng rất lớn, 4100mAh, thậm chí còn lớn hơn cái chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và các bạn nghĩ sao về cái điện thoại này, về Galaxy S10 cộng? Các bạn đã đặt hàng nó hay chưa? Nếu chưa thì hãy nhanh tay click vào link phía bên dưới để mà dinh cho mình một chiếc về trong thời gian sớm nhất nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!